Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh Gián Tiếp Game. Thì hôm nay ta tiếp tục với series Victoria 2 thì diễn. À không, Scandinavia. Còn tutorial thì sẽ làm sao? Tại vì hôm qua có bạn nào đó hỏi về cái hình ảnh là tranh đấu với nhận thức ấy. Hay nó khá khá dễ hiểu là đấm lửa với cái đầu người. Thì nói rồi, con game này một kiệt tác. Một kiệt tác và tác phẩm vĩ đại nhất mà từng ra đời, cho nên là mà đặc biệt là hai con đó nó hoàn toàn độc lập với tất cả những gì còn lại trong cái game này. Nó là cái cách mà khiến cho cái game này trở nên vô cùng chân thật nhất, cho nên nói cả đời cũng không nói hết được. Cho nên tôi đang cố gắng là tóm tắt lại làm sao cho nó dễ hiểu nha, thì chút nữa anh em cũng sẽ học được một chút lịch sử. Mà cụ thể là chủ đình công công nhân Ba Son đó. Rồi, chúng ta vào game thôi. Rồi thì đây Scandinavia. Chúng ta trước đã coi như là chiếm được phía nam của Phần Lan. Với mỏ tài nguyên khá lớn thì thuộc địa mà mình đã có một cái vị trí thuộc địa rất là tốt rồi, đó là vùng bờ biển Ngà, cái vùng quý giá duy nhất của châu Phi. Không có đâu quý giá hơn ở châu Phi ngoài cái chỗ này, thì tất nhiên ở Bắc Phi cũng có nhưng mà nó ít, nó chỉ có vài ba cái mỏ sắt Angelina hết rồi. Còn lại châu Phi chỗ này than, sắt, thép, gỗ, dân công tâm, dân rất tâm ở đây. Đấy. Mình còn thiếu Mission to Civilize thì đang chờ nó spam ra. Colonial Nation, ok. Rồi. Thì tiếp tôi nói đó, chiến lược của Thụy Điển không phải là bành trướng. Do là anh em nhìn thấy rồi, phía Tây có Anh, phía Nam có Phổ và phía Đông có Nga, phía Bắc không có cái gì hết ngoài Bắc Cực nha. Cho nên là hơi khó đấy, nên phải có liên minh Anh rồi mới đánh đại Nga trong thời gian đầu. Mà thực chất thì cái nhân lực của Thụy Điển ở đây nó không nhiều, cho nên mình phải mở rộng khu khác. Chứ Tây Ban Nha cũng là một điểm thuận lợi, nhưng mà mình phải có hải quân mạnh. Vì đặc biệt thì hàng Anh nó luôn luôn đưa tầm ảnh hưởng nó tới bán đảo Iberia để nó kìm hàng Pháp lại. Hàng Pháp thì luôn luôn giao du với thằng Nga để nó kìm thằng Phổ lại, và thằng Phổ thì luôn luôn ti với thằng Anh để kìm thằng Pháp. Đó là cái quan hệ quốc tế mà nó đã tồn tại vào kỳ Victoria 2. Áo thì là một vương quốc, coi như phải nói là nó hơi khá độc lập với các phần còn lại của thế giới. Thì hàng này nó không hề có thuộc địa ngoài ở ngoài châu Phi hết, vì lý do rất đơn giản, nó đã có đủ thuộc địa mà nó đã có đủ vấn đề để giải quyết rồi, nó không cần cần thêm rắc rối nữa. Áo bây giờ nên biết rồi, một chủng tộc, một quốc gia, một đế chế đa chủng tộc. Có tiệp khắc, có Ý, có người tiệp khắc nè, có người Ý nè, có người Thụy Sĩ nè, có người Nam Đức nè, có người Áo, có người Hungary, có người Romania và vân vân các chủng tộc nhỏ khác nữa, rất là nhiều, thậm chí có người Ba Lan nữa. Mà nên biết rồi, em biết trong một quốc gia mà có một nền văn hóa chính, một nhóm văn hóa chính thì các nhóm văn hóa khác bị đàn áp thì nó dẫn tới cái gì nữa, nó loạn. Đó là lý do vì sao mà tổ chức bàn tay đen đã ám sát thái tử Áo Hung trước lúc diễn ra chiến tranh thứ hai hay nhất. Rồi, liên tuyên thấy đủ rồi, tôi sẽ skip qua cái đoạn này vì nó không có gì đặc sắc nhé. Thì để tôi tìm tài liệu tôi đọc cho anh em nghe cái chuyện
đại chiến Bắc Âu. Chắc thì tôi coi cái đó tôi thấy là mình nể Thụy Điển Bả Liền, đánh những trận phải nói là trời thần đất lở. Chẳng hạn như này, đối phó với quân Ba Lan, quân Ba Lan đã chuẩn bị rất là tốt trên cái mặt trận Rira, tức là quân Thụy Điển phải đổ bộ từ bên này, đổ bộ từ biển từ đây. Quân Ba Lan nó chờ sẵn đây rồi, tinh binh không, chỉ có một điều là tướng lĩnh Ba Lan tự nhiên đi hết, để lại hai nọ không biết đánh trận. Nhưng mà nó đã giao cuộc rồi à. Quân Thụy Điển đổ bộ vào, ban đầu họ cho những chiếc thuyền đốt rơm đó, chắc cỏ đó, đốt cháy mấy cái thuyền nó đi thẳng về phía trước tạo sương mù, và tinh binh thị sĩ cùng vua Charles 14 tuổi xông thẳng vào đám, bơi thuyền xông thẳng vào đám quân Ba Lan, chiến đấu một cái là rất dữ dội luôn. Quân Ba Lan sụp đổ bỏ chạy, và khi đó diện binh Ba Lan vừa tới quay qua bật quân Ba Lan luôn, quân diện binh Ba Lan cũng bỏ chạy luôn. Rồi dạng như lúc đó là Ba Lan nó thôi kệ mẹ đi, về quê Trăn Châu đi, chéo đánh đấm gì nữa, chán lắm rồi, tại vì anh em biết rồi đấy. Như thế mà còn thua thôi, đánh làm gì nữa, dẹp mẹ đi. Từ đây thì kết quả thì nó nói rồi, nhân lực của Thụy Điển không có cho nên không thể đánh nổi. Viên Nga vua Charles của Nga hành quân đánh thẳng vào khu vực Saint Petersburg này, thì sau nhiều lần công đánh Saint Petersburg không được thì Pháp tướng lĩnh mới bàn một cách đánh, đánh thọc xương gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà hành quân như thế nào mà đi lộn sang Minsk, lộn sang Minsk, thay đổi kế hoạch, vua Charles cho đánh thẳng vào Moscow để bắt coi như là Peter Đại Đế. Rồi Peter Đại Đế bắt đầu sử dụng chiến thuật mà cha ông ta đã từng dùng để đánh Nguyên Mông, vườn không nhà trống, ông ta đốt sạch, phá sạch đất thì cày vừa dày xéo lên không trồng trọt được, để lại không còn gì ngoài một bãi đất hoang cho quân Thụy Điển. Quân Thụy Điển càng đi sâu vào đất Nga, tình thế chẳng khác nào quân Đức trong trận chiến thứ hai, và thế là đánh thua trận ở Poltava. Trận đánh ở Poltava đây, Poltava với tất cả những sức lực còn lại vây công thành Poltava. Nhưng rồi lần này không còn là những quân đội Nga mà nó mới tuyển nữa, mà là chính đích thân Peter Đại Đế cũng như tinh binh của Nga đến đánh, cho nên là quân Thụy Điển không chống nổi, chạy vào Ottoman. Quân Ottoman bảo hộ và bảo kê cho anh Charles, nhưng mà tới rồi cuối cùng thì sức mạnh của Nga lúc đó, bây giờ thì Peter Đại Đế uy hiếp vua Thổ Nhĩ Kỳ, vua Thổ Nhĩ Kỳ cũng thành phải nó như là nói về thôi, bây giờ Charles giờ là anh đi khỏi nước tôi đi, tôi đi cho hứa là Peter hứa là cho anh một con đường coi như là an toàn về cố quốc, nhưng mà thằng này nó bảo là nó téo chịu không đi, thích ở tay rồi nó không đi nữa à. Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ đây. Ông vua Thổ Nhĩ Kỳ ông mới coi như là cấp cho số tiền khoản thôi nha, tôi ví dụ thôi, là chị Nam mình đi cho 8 triệu. Thanh niên này lóe mắt, ok, yeah. Rồi anh ta cũng chưa chịu về, anh ta quay lại hỏi một vua thị Thổ Nhĩ Kỳ một câu, chẳng hạn như là đại khái là cho thêm 10 ngàn có được không, cho thêm 10 triệu có được không. Thế là vua Thổ Nhĩ Kỳ tức điên lên, bắt giam toàn bộ quân đội của Charles cũng như Charles vào tù. Nhưng mà một khoảng thời gian sau thì vua Thổ Nhĩ Kỳ cũng thả ra và anh ta đi về, đi về với một nước Thụy Điển như kiệt quệ, hoàn toàn kiệt quệ. Là bắt đầu là dáng cờ đã thay đổi rồi, vận mệnh của Thụy Điển là thua, không còn thắng được. Vốn dĩ là Thụy Điển
Ban đầu đã thua rồi. Đánh lâu dài với Nga không thắng nổi. Nhưng vì Charles đánh những trận đánh mà nó coi như là mang tính chính trị tuyên truyền. Chẳng hạn tôi kể trận đánh với Ba Lan hồi nãy. Và nhiều trận đánh khác nữa. Trời hồng trời long đất lở như là không tin được vào mắt mình. Nó mới làm cho dân Thụy Điển coi như là đánh kéo dài những tranh tận lúc đó nè. Nhưng mà tới lúc cha lỡ về tới nơi thì không chỉ quân Nga đâu. Nên sao ai tắt cái này vậy ta? Không chỉ quân Nga đâu. Nó còn quân Ba Lan, quân Đan Mạch, quân Anh, quân Phổ. Đấy, quân Ba Lan, quân Đan Mạch, quân Phổ. Rất là nhiều. Chấp tình hình đã hết rồi, chấp hết rồi. Thì cái khối liên minh chấm thụy điển đầu tiên đó là giữa Nga, Ba Lan và Đan Mạch, nhưng mà anh Ba Đan Mạch anh hẹo trước. Anh ta vừa tuyên chiến cái là Charles chưa hải quân đánh úp thẳng vào thủ đô luôn. Anh hẹo trước. Ba Lan cũng hôi thớt. Ba Lan tốt đó còn là khối hình dựng chung Ba Lan Litva nha. Nga cũng mình à quên. Ba Lan có những chiến công với nó là cái gì? Áo à? Ôi, áo thì sắp phải gặp ý Đức rồi. Áo là phải gặp Đức rồi. Sớm thì muộn rồi mấy ông nội trong đánh nhau à. Có thằng này cũng đéo giải quyết gì vấn đề gì. Hiểu. Thì nãy là trận ghi ra là một cái trận đánh nào đó vô tên nước ngoài tôi không nhớ nổi, nhưng mà nó đại khái là một địa hình đầm lầy. Quân Ba Lan đã bố trí sẵn rồi, đứng trên mảnh đất rất là khô ráo, pháo binh sẵn sàng nã vào quân Thụy Điển. Quân Thụy Điển phải hành quân qua một khu vực đầm lầy dài, một khoảng đường dài qua đầm lầy, và tất nhiên không thể nào kéo pháo đi theo được. Thì mấy anh Ba Lan ảnh đánh nhau, quân tinh binh Thụy Điển đang đánh nhau, thì không biết mấy anh làm như thế nào đó, mà cũng không biết anh Thụy Điển làm như thế nào đó, mà mấy anh Thụy Điển dòng ra sau lưng lấy pháo quân Ba Lan nã vào quân Ba Lan. Vâng, rất hay. Tôi nói quân Ba Lan nó đánh rất là hay, tôi không ngờ được chuyện đó luôn. Phải nói là trời cho luôn rồi, chứ không phải là không cho đéo đâu. Trời. Ok, có một tin khá là dữ. Đại chiến Bắc Âu lần 2. Lần này là quân Nga, quân Pháp, quân Hà Lan và quân Luxembourg. À không, Krakow à. Mà nói chung là chủ yếu đánh với quân Nga. Đánh với quân Nga là chính. Chưa hết là những cuộc giao hữu bằng hải quân. Tất nhiên là chơi defense thôi, chứ cũng không thể nào mà coi như là mới có một ông tướng rất là chất. Attack cộng 3, defense cộng 3. Bổ sung ngay vào đây luôn. Chơi defense mà. Nó dời đâu từ Saint Petersburg qua Moscow rồi, tại vì mình đã chiếm được cái vùng mà Nam Phần Lan rồi. Thủ đô sát nút như thế thì ai dám ở. Sao lắm tàu thế? Đâu có lắm tàu thế? What the fuck? What the fuck? Cái gì đấy? Gì? What the fuck? Cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? Chết mẹ tôi rồi. Rồi cái đéo gì đấy? Bây giờ cầu quân mình bắn thật là nhanh thôi, chứ không biết làm, không biết làm cách nào khác thì tướng hai ông ngang nhau rồi. Cái tướng Pháp thôi, dẹp mẹ đi. Tẩu mày ơi, tẩu 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 phun tẩu đi, phun tẩu đi. Chúng sĩ gia đông tẩu đà giang tộc bắc lưu chạy đi. Quân Pháp đã tới đà mà đó. Nếu mà có hải quân là mình tách biệt cái liên quân Pháp ra thôi, đuổi đi luôn chứ đừng nói chi mà hải quân mình chưa kịp xây, đang xây
đang trong giai đoạn xây chứ cũng chưa xong nữa. Defend thôi. Mình không mất chiếc nào, nó mất 6 chiếc cũng được. Not so bad. Xem ai làm vũ dần thế này. Cũng như nói với anh em rồi, tính lâu dài lắm rồi. Quân mình không phải đánh lâu dài nữa đâu. Kết thúc chiến tranh càng nhanh là càng tốt. Khổ thế đấy. Chủ yếu là hạ Nga thôi. Thằng Nga nó mới là chú xì. Dây hết cả rồi thì không gánh nợ thôi được. Can't stop home. Ngay bây giờ. Phải chiếm ba chỗ đang mạch quá vẫn. Nó chưa dám đổ bộ về đất liền, thị sĩ, thị điển. Cái thằng này, nó có liên quan gì tới mày không mà mày phải coi như là đánh đấm ghê thế kia hả? À, thằng Pháp đánh đấm được dài hơi lắm anh em nhé, nên là tôi chỉ cập nhật để cho máy đỡ lắc, tôi cập nhật một chút nào nó cần thiết thôi. Đây ta đã dụ được đánh đấm được thực chất là 4 chiếc tàu của Hà Lan rồi. Để rút chỉ cảng an toàn, thực tại là thực hiện đánh du kích. Tôi sẽ chuyển này đánh.
Sau đó sẽ rút về khoảng như là cái cảng này. Còn trên bộ người ta đã dụ được quân Nga đánh ở vực Mikali. Quân ta đang làm chủ trận tuyến. Có điều tôi không hiểu tại sao nó không đưa diện binh vào. Tôi bỏ đang mạch hoàn toàn luôn mà. Vấn đề của tôi muốn là chờ khi quân Pháp đổ bộ đến đây, ông tướng 4 sao thì tấn công được đó. Ông tướng có attack cộng 4 này. Dẫn quân đánh thẳng giờ. Vịnh Phần Lan. Vịnh Phần Lan là ở đây. Cái eo đó thì không biết trốn ở đâu. Thì mày đánh xong rồi kìa. Đây mày đánh xong rồi. Biết như chúng ta đã hạ mất có 3.000 quân thôi. Quân ăn Nga mất tới 3.000 quân. Đó là một. Truy sát luôn. Nó rút vào đâu mới là vấn đề. Ở đây, ở đây. Tiếp tận đây nè. Xa lắm. Thôi, bỏ đi. Đó là một trận đánh lớn ở phía đông này hạng Nga. Còn ở đây thì đây ta vừa đang đánh hạng nhà định mệnh ông tướng này vừa để mất cái gì đang lo cái vụ bên Nga thì ông tướng này để mất cái lợi thế tấn công rồi, nhưng mà mình đang ở trong rừng nên cũng khá là im. Hải quân Hà Lan mình mất một chiếc. À quên nhỉ. Đây, ông này vào đây. Nó phải băng qua eo biển này mà. Nó băng qua nó cũng phải mất thêm một phần điểm. Chà, tướng này cũng giỏi à. Qua giúp nó một cái. Nó mất 7 chiếc, mình mất 4 chiếc. Đây mình sắp đây 1 2 3 4 5 6 7 8 8 chiếc nữa sắp ra rồi, 8 chiếc nữa sắp ra rồi. Orevo là đây, không biết có tới kịp không. Không mà không tới kịp rồi, cái này trước. Mình đang gỡ lại. Ai da. Ô la la. Hi hi hi.
Này thì bố lao bố leo. Ây da. Cascao nó vã tới mức độ đó rồi đó hả? Cho ngưng qua hành quân bên đây gì này trước đi. Rút về 40 lần nào đây. Rồi nó qua Ringland nó chiếm. Ngu lắm con ạ. Dính Alation tới mẹ mày luôn. Vấn đề là mình phải làm thật nhanh. Rút về cái cảng này nhanh lên. Rút đi. Chỉ con tướng này ý hết.
khá là bế tắc. Đây, mình đang gỡ. Chắc là mình đã nó đã trừ 7 rồi đây này. Bây giờ có quà hay không? Chưa chịu quà. Còn đánh thêm nữa. Chứ nó không chịu quà hay là điểm này. Tin tưởng đó nha, tin tưởng. Đâu có 80 à, cái này rồi hổ thân gan. Này thì pháp này thắng là thế, nhưng mà về mặt chiến lược thì mình không không ăn thua à. Tại vì nếu mà kéo dài cuộc chiến hơn nữa thì mình rõ ràng là mình thấy mình không thắng nổi, không cách nào thắng nổi nếu kéo dài thêm cuộc chiến này. Tình thế thì nó là y hệt tại chiến Bắc Âu rồi. Nếu mà cho đạo mà tiến công vào Nga ấy thì Hạ Hần Lan không có quân thủ mà đi vào cũng chỉ tốn anh ấy sinh thôi, hao thêm quân chứ không làm được gì. Thực chất Nga quá rộng lớn.
liền tập hợp ra một chỗ. Helsinki, Gotthard, Vasa, Hostens, mấy chỗ này chiếm không ăn thua gì. Thật sự tách mấy chỗ này không dám ăn thua gì. Tại vì nó không có Westcott, nó không có cái gì đáng giá này. Nó chả có cái gì đáng giá nữa. Nó chỉ là một cái nơi thuộc địa quá trong Mỹ thôi, bây giờ châu Mỹ còn gì thuộc địa đâu. Hải quân ta phải thực hiện đánh rút, đánh rồi rút, đánh rồi rút, rút dần vào trong bờ biển bên này, đi dần vào biển Arctic. Hãy tập hợp hải quân lại, gom tất cả gì chúng ta có vào. Thì diễn bây giờ thắng lợi cho mình, hải quân mới là chính xác nhất, mới là cái cần thiết nhất bây giờ. Trên bộ không trụ lâu đâu, nhưng mà chiến thắng trên hàng hải là ok nhất. Thế thì nó kéo cả cái hạm đội 30 chiếc, nhưng mà đã tới thì Mỹ đang đánh, đang nội chiến Mỹ. Bồ Đào Nha đang đánh với Oman đây. Bây giờ mà có đầu hàng hay không? Mày đừng để bố mày thêm cái này vào nha. Hải quân pháo ở đây khá là mạnh. Ôi, địa bàn tướng mình chết rồi. Rồi, hèn gì. Tướng mình chết rồi, hèn gì nữa mình. Bây giờ chỉ có ông tướng này có khả năng thay thế không? Mình không tốt bằng cái ông như nãy. Tướng mình chết rồi, tướng giỏi nó chết luôn.
Anh nãy mà ông tướng mình không chết nè, mình thắng cái chỗ đó nè. Thi chuyển đi. Thực phát thằng đó nó defend có một thôi mà, không còn hai. Ông đang trong thế tấn công mà ông nội. Thằng này giật mặt tao sao vậy? Cái hệ thống game này đang giật mặt tôi sao? Đi chờ cờ mờ chúng mày, để tao đi. Nay thì hải quân Hà Lan này tàu chiến mới sắp ra đời, kinh tế bây giờ cũng đi lên luôn rồi, tất cả là nhờ nhà máy ra bây giờ nó hoạt động tốt rồi. Thằng này tất nhiên là dùng cho công nghiệp quân sự nên nó cũng không có sinh ra lời nhiều, cho nên công nghiệp quốc phòng thì nên phải xây sau cùng. Còn những nhà máy vật liệu chẳng hạn như là lumber mill này, đừng có xây quá nhiều, xây mà đừng muốn nâng cấp quá nhiều, muốn nâng cấp nó lên thì phải nâng cấp mấy cái thằng sử dụng nó, chẳng hạn như là nhà máy đồ nội thất này. Đấy. Thì sẽ sử dụng cái hàng này, thằng này mới nó bán được, chứ ngoài thế giới thì cũng rất nhiều nhà máy như thế này năng suất rất là cao, cái này dĩ nhiên năng suất cao rồi cho nên nó bán nó đâu có được nhiều, nó phải bán trong nước mà trong nước xài không hết cho nên nó hơi bị lỗ. Lỗ cũng phải nói là lỗ dữ lắm gì, nhưng mà nhìn ông đẹp mắt.
biết à. Ây à, tranh thủ lúc này lấy luôn ra bắt Phần Lan này. Ok, là tôi mới quay lại. Rồi, nó tên Finland. Cái đéo đi đây. Đi con. Rồi, ôi, khổ thân anh nha. Anh làm thế nào mà bây giờ anh trụ xuống secondary power mẹ nó rồi. Buồn. Buồn đấy nhá. Rất là buồn. Đau khổ. Vật vã thế chứ gì. Rồi ôi. Cảm động quá. Chắc nhìn cái cảnh quân Nga mà nó để tạo ra là hiểu rồi, hiểu vấn đề rồi. Không có chi tiền được, nhưng mà mình cũng cần phải có một lượng tạo chí nào đó, nó cũng gần tương xứng nhiệm đánh nó mới được. Tại vì cái game nó mô phỏng thật mà, anh em giống như là lãnh đạo chứ. Dù là biết quân địch nó lớn mạnh thật nhưng mà nó yếu thật, nhưng mà mới đánh làm sao nó hợp lý. Tại vì đây là game chiến lược, mà cái chiến lược chính trong game này hiện tại là đánh tiêu hao chứ không phải là đánh tổng lực như mấy game khác. Chiến tranh tiêu hao là chính đấy. Cái trận nãy giờ tôi đánh nãy giờ là tôi không hiểu chiến tranh tiêu hao là như thế nào đấy. Rồi, nó cái ông tướng hải quân duy nhất của tôi mà nó cũng giết nữa. Ở đây, ông này cũng được. Mà thôi, nãy thấy ông này không có defense không à. Thấy con ông nãy cũng được á. Cất nhắc lên. Cất nhắc lên, ông lên làm chỉ huy. Có cái ông nào là attack với defense cộng 1 ấy. Đây này. Ôi trời, Nga giờ tấn công điên cuồng, nó bất chấp. Nó đánh giờ nó đánh bất chấp. Không cần biết là cái giống gì nó xảy ra nữa, tất bất chấp.
bất chấp nó liền. Lần đầu tiên mà tôi thấy mà lần đầu tiên mà tôi mới thấy máy mà đánh điên cuồng luôn á trời. Không không kể cái vụ Half Iron nha, trong Victoria 2 thôi, thì đây là lần đầu tiên tôi thấy máy đánh điên cuồng cái gì. Rồi mặt trận hải quân nó hoàn toàn được mở rồi. Không còn gì là cản lối rồi nữa. Sáu chiếc, 15 chiếc gì đấy là ok. Rồi, cho về Stockholm. Ta chuẩn bị đánh thẳng vào cái hạm đội này. Còn một tớp nữa đang ra. Sweden cái gì? Thằng Pháp à. Tuốt. Chúng tôi luôn coi như là dang rộng vòng tay. Vâng, luôn dang rộng vòng tay đón chờ chú. À vào đây, đấy. Dang rộng vòng tay đón chờ chú. Bestemore. Ây da. Đây, bây giờ là chiếm đóng hạ Phần Lan thôi. Ông này cứ để đấy. Nhánh này sẽ lo. Ông lên chiếm đóng hạ Phần Lan. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến này tại đây thôi. Năm 1858 rồi.
Nga đã rớt khỏi vị trí cường quốc rồi, không còn gì để sợ nữa. Thông minh làm thơ đánh trận với ẹt mà cút. Đây ạ, Bắc Phần Lan có một cái mỏ sắt, ba mỏ sắt, nhưng mà hai mỏ sắt này không đáng giá hơn cái mỏ sắt dưới này, tại vì ở đây dân đông, dân cũng là khá đông thôi, chứ không phải là đông lắm. Dù không còn là loại cường quốc nhưng mà hiện tại cuộc chiến thì nó bắt đầu, cho nên nói một cách dễ hiểu thì nó đang là cái hàng world leader, chỉ cần đàm phán là với hàng này thì tất cả các hàng khác phải nghe theo. Sao đây em ơi, hải quân Pháp, hải quân Anh đâu hết rồi? Hải quân Pháp, hải quân Hà Lan đâu hết rồi? Tới đây em ơi, đâu hết trơn rồi, chán thế. Hải quân Pháp, hải quân Hà Lan nói rồi, tao bay cản, bay ngược lại, địch mệnh, chọc bố mà điên lên à? Ở yên, giờ ở yên mẹ đi, bay đặt, ôi lao mà liều. Mấy chiếc này nó còn thua mấy chiếc Commercial Rider kém xa, nó còn kém xa mấy chiếc này. Không, kéo qua đánh dằn mặt cái thôi rút về. Bố lao bố lưu. Bốn chiếc mà mình mất một chiếc, nó 14 chiếc, nó mất sạch 14 chiếc á, quá lên thật.
Ôi tội nghiệp anh quá. Anh héo húa mẹ đó rồi. Cái thằng này lì thế. Chấp nhận đi. Thằng này. Gì cơ mà cái thằng này. Chấp nhận đi. Đầu hàng đi. Đầu hàng đi. Đầu hàng đi ông anh ơi. Giờ ông anh lì thế. Tập hợp anh em ơi. Ta làm được. Ta là chiến thắng rồi. Quân đội thì điện bất bại trở lại. Đội quân bất bại của Thì Điển ta trở lại rồi. Chiến thôi, chiến thôi, chiến thôi, vào kênh nhà, kênh nhà, kênh nhà, có phải kênh đấy, rút đi anh em ơi, nó mất 11 chiếc, mình mất 4 chiếc, từ từ rỉa cũng rỉa hết cái đám này à. Đã chiếm hết toàn bộ Bắc Phần Lan rồi.
Rồi ơi, kết thúc rồi em ạ. Rồi, hôm nay đến đây thôi. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye, see you again. Mà mới sáng sớm chơi trò này mệt quá, đi ăn sáng rồi. Rồi, rất cảm ơn em theo dõi.